Ngay sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với COVID-19 tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, chiều ngày 28 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên đã tổ chức họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngành y tế tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương triển khai các giải pháp rà soát, truy vết, cách ly đối tượng F1, F2, thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định, giao các trạm y tế thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương. Khi có ca bệnh phát sinh, cần báo ngay cho trung tâm y tế để có sự phối hợp, chỉ đạo kịp thời. Các sở, ban ngành địa phương rà soát lại các khu cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch. Theo dõi y tế và giám sát việc thực hiện cách ly theo đúng quy định, thực hiện xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp khẩn để triển khai các giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Tính đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện cách ly theo quy định đối với 9 trường hợp F1, 70 trường hợp F2 và 58 trường hợp F3. Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, Sở Y tế theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch COVID-19, trong đó kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức ứng trực 100%. Cũng bắt đầu từ 18 giờ ngày 28 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên chính thức kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 theo quy định trong phòng chống dịch bệnh.